Xin chào quý vị các bạn, hôm nay di động cao cấp.vn giới thiệu bạn video thay cảm biến vân tay của Sky 880. Là con chuột điều hướng đằng sau, phía đằng sau của Sky 880. Đó. Khi khách hàng gặp các sự cố liên quan đến cái phím cảm biến vân tay này, quý khách vui lòng liên hệ đường dây nóng của di động cao cấp.vn 0466750999 để được tư vấn và hướng dẫn thay phím mới, giá cực kỳ hấp dẫn. Xin cảm ơn các bạn.